Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Người vợ Tảo Tần của tác giả Thạch Thảo qua phần diễn đọc Giang Ngọc. Trạm xá lúc 12 giờ đêm, đèn trên những dãy hành lang sập sệ đã tắt trời đổ cơn mưa rào đầu hạ dữ dội người đàn bà lưng còng run run chống gậy giữa đêm mưa gió gọi cửa đầy khó nhọc có ai trực không các bà các bác cứu con dâu tôi với cô huệ trực trạm xá thắp ngọn đèn dầu hoa kỳ lên nhìn kỹ chợt thốt Thiếm tư sao thím đến đây con dâu bác cây loan á nó trở dạ gấp lắm tính ra đâu đã đến ngày sinh hả bác đúng rồi còn tận nửa tháng nữa nhưng con dâu bác á nó đang lăn lộn ở nhà rồi cháu đến mau đi cứu con bé với cô huệ nghe giọng nói gấp gáp của người đàn bà lớn tuổi vội cầm theo bộ đồ dùng đã được sắp xếp trước dắt chiếc xe phượng hoàng ra bảo bà ngồi lên Hai cô cháu chỉ khoác một tấm vải nhựa bay phần phật rồi cứ thế đạp xe về nhà bà Tư. Trong nhà tậm tịch tối, tiếng người phụ nữ trở dạ thét lên yếu ớt giữa tiếng mưa dày đặc. Cô Huệ vội vàng đẩy nếp cửa để vào buồn. Loan đang nằm trên giường, tóc bết lại dính vào vần trán ướt mồ hôi. Tấm chăn kê dưới người cũng bị cô vò nát. Chị bình tĩnh nào, hít thở thật sâu, Cô Huệ vừa nói quan sát tình hình của sản phụ sinh non là một ca khó. Làng ở nơi hẻo lánh quá, cách bệnh viện huyện phải đến 10 cây. Giờ có bắt xe lên trên đó cũng không kịp mất rồi. Loan làm theo hướng dẫn của Huệ nên đã tỉnh táo đôi chút. Thấy ánh mắt khó xử của người hộ lý, cô rơm rớm nước mắt cầu xin. Xin chị, nếu có gì bất trắc, chị nhất định phải cứu con em. Ánh mắt vang lơn của người đàn bà vượt cạn làm cho cô Huệ đau lòng. Đúng lúc ấy, bà Tư bưng chậu nước nóng vào, nghe thấy lời con dâu, bà không nói gì cả. Chỉ chờ khi Loan hét lên trong cơn co bóp tử cung tiếp theo, bà mới ghé vào tay Huệ khẽ dặn. Cháu à, đừng có nghe nó. Bà khóc với dòng nước mắt khô kiệt. Cứu người lớn con trẻ còn có, có lại được còn cô chỉ có một đứa con dâu đó thôi cháu nhất định phải cứu nó đêm thăm thẳm xung quanh rục rịch có người trở mình loáng thoáng nói con gái bà tư đẻ rồi à ừ đẻ sớm còn bộ khó đẻ đấy thằng định đi đâu nhỉ phải đến nửa năm rồi không về làng vợ bụng mang dạ chữa cũng không về Số rõ khổ Mẹ chồng nuôi bố chồng ở học chữ nho Con dâu nuôi chồng học chữ tây Đến lúc vừa cạn chỉ có một mình Thôi ông đi vào lấy mấy quả trứng gà Tôi mang sang cho cây loan tẩm bổ Trong cơn mưa có tia sét trắng lóa Đánh xuống sẵn tre đầu làng Vừa hay soi rõ khuôn mặt loan đang tái nhợt Huệ vừa vuốt lưng trấn an cô Vừa cổ vũ Nào, chị cố lên nào Đứa bé khỏe lắm, Em túm được đầu của nó rồi Bình tĩnh thôi chị Đừng có dội quá Một Hai Ba Hít thở Dặn Tốt rồi tốt rồi Sắp ra hết rồi Cô còn cố lên nào Ngoan ngoãn ra ngoài kẻo đau mẹ Khỏe khoan thế này chắc chắn là một cậu cu đó Mưa không ngừng đập lập bập trên mái nhà Trong nhà chị Loan vẫn tái mặt với từng cơn rặn đẻ Đau Đâu đến chết đi sống lại, đời người đàn bà cửa sinh là cửa tử. Loan đã chuẩn bị trước từ lúc mang thai đứa con đầu lòng, nhưng ngay lúc này đây, cô bỗng nhiên sợ hãi. Cô nhớ đến lời chồng dặn trong lá thư gửi về nhà. Anh rất thương em với con, nhưng anh mới có việc, mọi thứ còn chưa ổn định, nhà còn mẹ già, kinh tế khó khăn, mình không có điều kiện để nuôi đứa bé đâu em sang nhà thầy Hoang, nhờ thầy bỏ đứa bé đi. Nước mắt lã chả rơi, thấm ướt chiếc gối đầy mồ hôi. Tim người mẹ quặn thắt, đau hơn cả từng đợt dày xéo trong dạ. Dù có thiếu thốn thế nào, đây là máu mũ ruột rà của cô, làm sao có thể bỏ. Cô đã cố gắng 9 tháng 10 ngày, chẳng lẽ nào đến phút cuối lại không giữ nổi con mình hay sao? Loan nghĩ vậy, rồi hét lên một tiếng, cảm giác cửa mình đang sách ra cơn đau tê dại làm cô không còn nhận thức được mình đang ở đâu cho đến khi trong phòng vang lên tiếng khóc oe oé của trẻ sơ sinh cô mới liệm đi à, cô huệ ngạc nhiên là cái hiểm nhìn mắt này miệng này trộm dí hưởng hết di truyền của chị loan rồi bà tư lúc này khóc òa đón lấy cháu vừa cảm ơn người hộ lý xối rít vừa khấn tạ trời phật cô huệ lại lật đật đi kiểm tra cho loan vệ sinh cho sản phụ thật sạch sẽ khi biết con dâu mình đã tay qua nạn khỏi bà tư mới quỳ mọp xuống trước bàn thờ tổ tiên cúi lạy một cái thật sâu khi loan tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng cô mới thiếp đi khoảng một tiếng kể từ lúc đẻ xong Vậy mà cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Nhất mình ngồi dậy nhìn qua cửa buồn, cô thấy mẹ chồng tất bật trong nhà. Một bên ôm cháu dỗ dành, một bên đang lựa sạn trong cái mẹt gạo. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nu của bà hôm nay dường như giãn cả ra vì vui mừng. Loan cũng thấy trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp kỳ lạ. Cô khẽ ho một tiếng, bà Tư nghe tiếng động, vội dừng tay trên mẹt gạo, bế cháu vào bên trong. "Đây đây, con gái bé bỏng đây." Bà đặt cháu gái vào lòng con dâu. "Con à, cho bảo bối cục cưng của mẹ bú đi." Loan cười dịu, đỡ lấy đầu đứa nhỏ, trẻ con vừa mới sinh làn da vẫn còn nhăn nheo, chẳng nhìn ra được giống ai, song con bé có một đôi mắt cực kỳ sáng, đôi mắt giống hệt bố nó người đàn ông mà cô thương. Nghĩ đến chồng, Loan lại chạnh lòng, buồn tuổi. Còn bà Tư thì loay hoay trong học tủ, lấy ra ít giấy với bút viết, quay người mang đi. Loan gọi giới. Mẹ đi đâu đấy hả mẹ? Mẹ đi nhờ chú Nam viết cho thằng Định lá thư. Phải nói cho nó biết, con nó mới ra đợi chứ. Loan cuốn lên. Mẹ à, mẹ cứ để đó con viết cho rồi gửi, sao phải phiền người ta? Y dạ, ai chẳng biết mày có chữ, nhưng mà mới đẻ xong á phải giữ mắt, kéo sau này á loa thì khổ. Để đó, mẹ nhờ chú Nam viết cho tí là xong ấy mà. Loan cho con bú, vội vàng rồi cầm lại tờ giấy trên tay bà. Mẹ, à, mẹ cứ nghe con đi. Cô làm ra vẻ thẹn thùng. Con cũng muốn nói vài lời riêng với anh Định Không muốn người ta đọc được À ừ ừ Bà già này đúng chẳng biết gì cả Thế con viết đi Cho con bú rồi đúng không Để mẹ mang con bé đi một lát Cho con nghỉ ngơi nha Loan gật đầu vân dạ Bà tư một câu bảo bối của bà Hai câu cục cưng của bà Bế cháu ra ngoài phòng khách Còn mình cô con dâu trẻ Liệm mặt trước tờ giấy bãi bằng màu ngà mưa ngoài kia đã ngớt nhưng vẫn còn những giọt nước tí tách rơi xuống từ mái tranh cô cầm bút lên lau nước mắt rồi bắt đầu viết công việc của anh như thế nào dạo này có còn bị phân công công việc nặng nữa không ở nhà mẹ và em vẫn khỏe khi nào bớt bận anh về nhà với mẹ mẹ nhớ anh rất nhiều Dòng thư ngắn gọn dừng lại ở đấy, Loan không đề cập đến việc mình sinh con. Cô vẫn chờ đợi định về nhà sẽ nói chuyện với anh cho rõ ràng. Khi mang thai Ngọc, bà Tư và Loan đều đã thống nhất đặt tên cho cháu gái mới sinh. Loan từng viết thư cho định một hai lần. Anh làm việc ở trên Hà Nội bận rộn, bị chèn ép, bị dồn việc, thư nhà không mấy khi trả lời. Sau khi nhận được tin cô có thai, định trả lời lại rất nhanh loan còn tưởng rằng anh vui mừng vì có con nên mới hồi âm nhanh như thế nào ngờ đâu câu đầu tiên mà anh nhắn gửi sau hai tháng xa nhà là em bỏ đứa bé đi loan chẳng tin vào mắt mình tay cô run lên nắm tờ giấy đọc thật chậm thật kỹ không bỏ sót bất cứ một từ một chữ nào trong thư định kể về rất nhiều khó khăn mà anh gặp phải trên thành phố. Những lần phải lạy lục người ta mà xin việc. Những buổi sáng không có cơm ăn, đêm về uống nước gạo cầm cự, tiền dưới quê gửi lên, định đã dùng hết để mua quà, mở rộng quan hệ để có một chân nhân viên quẹn trong công ty. Cuộc sống khốn khó quá, giờ con mình đẻ ra thì phải làm thế nào? Nó cũng khổ như bố mẹ nói hay sao? Loàn thấm thí nỗi khổ của chồng, nhưng cô không cảm thấy như vậy. Xóm làng xung quanh cũng nghèo, đất nước vừa trải qua chiến tranh, mùi vị của hạt bo bo đắng ngắt, còn mắt ứ ở trong cổ họng đây. Mấy ai giàu cho được, nhưng gia cảnh của nhà cô cũng coi như khá giả, Loàn có tay nghề làm bánh đúc ngon nức tiếng gần xa. Mẹ chồng có nghề may quần áo, vừa rẻ lại vừa đẹp. Cuộc sống trôi qua cũng đủ ăn, đủ mặt lại nuôi được một người chồng học đến hết đại học loan nhiều lần khuyên định để cho cô giữ lại đứa con nhưng chỉ nhận lại được những dòng thư lạnh lùng nếu em thương anh thì em đừng giữ con lại thời gian tới anh sẽ phải đi công tác với sếp ở trên tây bắc em đừng tìm khi nào có dịp anh sẽ về nhà lúc ấy nét bút của loan gần như đã rạch nát cả tờ giấy Em đã bỏ con Có lẽ đã yên lòng vì vợ nghe lời Định không còn nhắn tin về nhà nữa Những lá thư qua lại giữa hai bên Loan chưa từng kể cho mẹ Cũng không định làm theo Năm nay cô đã 27 tuổi 27 đối với những người đàn bà ở xứ này Đã là quá già Thời gian bào mòn tuổi trẻ Má hồng môi son Cũng bị nắng gió làm cho phai nhạt nếu như bỏ đi đứa trẻ này loan sợ mình không bao giờ có cơ hội làm mẹ nữa chính vì thế mà kể từ lúc có chữa cho đến khi trở dạ loan cũng chỉ có một mình may mắn thay mẹ chồng cô yêu thương con dâu hết mực không chỉ san sẻ việc nhà mà còn chú ý việc bồi bổ sức khỏe nên loan cũng thấy mình đỡ khổ hơn một chút con giết xong rồi đấy ạ à. Khi Loan viết xong thư, gấp lại cũng là lúc bà Tư lại lợm khợm đi vào trong buồn, đặt bé Ngọc vào trong chiếc nôi bà tự đang. Cô gật đầu đưa lá thư cho bà. Mẹ chồng không biết đọc chữ, cứ nhìn vào lá thư hồi lâu rồi khắp khởi chờ mong. Ác hẳn bà nghĩ rằng tin tức Loan đẻ con gái sẽ mang được con trai về nhà. Loan càng thêm tức trong lòng ngực, lặng lẽ quay đi vì không muốn nhìn thấy ánh mắt hy vọng của mẹ chồng. Cô thở dài, tiếng thở não nề bị âm thanh lách tách trên giọt xanh che lấp mất. Có lẽ rất lâu, rất lâu nữa, con trai mẹ cũng không về nhà. Loan hơn định 3 tuổi, con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, anh chỉ mới là cậu nhóc 10 tuổi, cao đến ngang vai cô, nhà hai người có họ hàng xa với nhau. Trước, bố mẹ Loan có vay nhà định mấy đấu thóc, chịu ơn lại qua, thì hai đứa nhỏ mới gặp lần đầu đã vui vẻ trò chuyện. Đang cuộc rượu, ông tính bố định gõ đũa mà phán luôn chuyện cho hai nhà kết làm thông gia. Bố mẹ Loan chỉ biết gật đầu đồng ý, mặc kệ hai đứa nhỏ còn đang ngơ ngác. Định dãy đành đạch ở giữa sân, con không chịu con không chịu lấy chị loan làm vợ đâu <laughs> sao chị loan lại biến thành vợ được rồi định quay sang hỏi loan chị nói đi chị có muốn lấy chồng không thấy cô mãi không trả lời anh quát chị nói đi chứ đúng là đồ con gái thất học chẳng biết cái gì chị thích ai á thì mới lấy người đó làm chồng chứ chị nói chị không thích em đi loan mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đang thốt ra những lời chửi sức mượt mà dịu dàng lắc đầu bố ơi con chưa muốn đi lấy chồng đâu con muốn ở bên bố mẹ cơ ông tính dù thời nào đi chăng nữa cũng giữ quan điểm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy họ bảo rằng đã tính toán cả rồi hai đứa về ở chung nhà kiểu gì cũng sẽ thân quen rồi thương lấy nhau mà kể cả có không thương thì trên đời này hàng triệu cặp vợ chồng cũng không thương đấy thôi chí ít bên nội bên ngoại cũng là họ hàng bạn bè sống hiểu nhau rồi sau này sẽ thân càng thêm thân không thiệt chỗ nào cứ như thế bố định lấy một cái roi mây thật to quất một trận cho đến khi anh khóc oai oái con á có chịu lấy nó không con không chịu con không muốn lấy vợ lại vung vút mấy tiếng nữa, ông cụ hỏi lại. Thế giờ thì sao? Có có chịu lấy nó không? Anh khóc hu hu lên vì đau. Còn chịu, còn chịu mà. Vậy là sau một trận đòn roi của người lớn, Định và Loan trở thành vợ chồng. Cô dâu 13, chú rể mới có 10 tuổi, gầy và thấp trong bộ quần áo tân thời rộng thùng thình khi trở thành cô dâu nuôi từ bé của nhà định, biết rằng mình sẽ không còn được về nhà nữa, Loan mới khóc cạn hết nước mắt nước mũi. Bố ơi, mẹ ơi, con biết cấy lúa bẻ ngô mà, bố đừng bán con, đừng đuổi con đi mà. Chẳng ai nghe lời Loan, bố mắt nhìn quắc thước, phẩy tay bảo mẹ, mau đưa con gái lên xe. Cứ như thế, Loan trở thành bát nước lã của bố mẹ con dâu mới của nhà định bố mẹ chồng sắp xếp cho cô ở trong căn phòng trống nhỏ nhất của gia đình cách phòng định rất xa đêm lấy chồng mặt mũi chú rể hầm hè bước vào phòng loan lấy nước hắt lên mặt cô còn lâu tao mới đồng ý để mày làm vợ của tao loan cũng tức mình quát lại có chó mới thèm làm vợ mày đấy bố mày nhận của bố tao 80 đồng tiền xính lễ. Từ giờ, mày là người ở của cái nhà này. Tao cấm mày không được gọi tao là chồng trước mặt người ngoài đấy. Mày nói dối, bố tao không nhận tiền của bố mày. Loan vừa hoang mang, vừa tức tối, đề định ra mà đánh một trận. Mày trả tao về với bố mẹ. Bố mẹ chồng nghe tiếng hai đứa trẻ cãi nhau, ông tính cầm theo một cây thước hầm hầm quát còn loan ra đây loan dứt tóc định thêm một cái len lén ra theo mày á vừa làm cái gì thôi mà mình bà tư lúc ấy vẫn còn trẻ dịu dàng nói đỡ Còn bé nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện lần đầu về nhà mình á nên nó sợ vậy vợ từ thuở ban sơ bà không dậy được á thì tránh ra một bên đi Nói rồi, ông quất cho Loan một cái thật đau. Thước vụt lên người Loan để lại những vết hằn bầm tiếng. Nhưng con bé không hề khóc câu nào, chỉ xin được về nhà. Ông tính tức giận nói. Từ giờ con là con dâu ở nhà này. Con gái phải biết tam tộc tứ đức, kính trọng phụ mẫu. Giờ hầu chồng, sau này dạy con, không có cái phép được hỗn láo như thế nghe chưa? thôi được rồi mình bà tư thương xót xuýt xoa khẽ đánh loan thật nhẹ cái con nhóc này chẳng biết điều gì cả lần sau á nhớ được tái phạm nữa nghe chưa một cái đám cưới chẳng giúp loan với định thương nhau chỉ làm hai bên ghét nhau thêm loan làm dâu mà chẳng khác nào làm người ở đợ trong nhà từ giặt quần áo cơm nước cho gà ăn Quanh ngày quanh tháng Quần quật mà cũng không hết việc Nhưng nhìn sang mẹ chồng Bà Tư Cô mới thấy hết được cái khổ của đàn bà Trong ngôi nhà này Bà phải làm phở từ 12 giờ đêm Mới 3 giờ sáng Đã lật đật gánh nồi nước dùng To đùng ra chợ Cứ chợ nào đến phiên Bà đi chợ đấy Đôi khi phải đi bộ hàng cây số Bố chồng học chữ nho, khi thì ra quán nước đầu làng bàn chuyện khổng tử, lúc thì ngồi lì trong nhà viết chữ, gặp ai cũng đem cho. Trong những năm tháng ấy, nếu như hỏi điều gì làm Loan vui vẻ nhất, thì chắc hẳn là bà Tư. Bà sẽ để lại cho cô miếng thịt to nhất trong bát phở nóng, sẽ mua giấy bút và sách giáo khoa để cô lén học chữ và tặng cô rất nhiều món đồ chơi mới lạ mà tụi nhỏ trên thành phố thường chơi. Mọi chuyện đáng ra vẫn sẽ diễn ra như vậy xong năm ấy bố chồng đột ngột mất căn nhà cũ của họ bị các bác nhà nội tranh năm xẻ bảy bà tư ngồi bần thần bên bàn nháy mắt và đi vài tuổi khi bố chồng còn sống dù ông lười biếng và gia trưởng nhưng cái uy nghiêm ở đó vẫn chống đỡ được cho gia đình giờ ông đi mất rồi người thân như cần cần bám vào, Xỉa hết số tài sản còn sót lại. Bà Tư tính toán đưa định về quê ngoại trước khi đi, đưa cho Loan 17 đồng bạc. Trước đây, con còn nhỏ không hiểu chuyện, người lớn ép dầu ép mở ép duyên, làm lỡ dở con. Mẹ không có nhiều, con cầm lấy đi, nếu con muốn về nhà, mẹ gọi bố mẹ đến đón con. Loan cầm đồng tiền tần ngần không đáp. Cô biết giờ chẳng còn nhà để mình về nữa rồi. Bố mẹ vừa đón thêm một cậu em trai, cưng chiều hết mực. Có lẽ đã quên cô con gái này từ lâu. Có một lần Loan lén về thăm nhà, thấy mẹ đang nựng em, bèn hỏi. Mẹ mang con về được không? Ở đó con khổ lắm. Về nhà con có thể cấy lúa trồng ngô, có thể giúp mẹ chăm em được mẹ mang con về đi mẹ cô vẫn dịu dàng nựng em trai mẹ không đưa con về được nhà mình nhận xin lễ của người ta rồi con ạ à. trả xin lễ là được mà mẹ nhà mình á còn phải nuôi em trai con còn phải tính tiền cho nó đi học lấy đâu ra tiền á mà trả lại người ta còn chịu khó đi đứa con gái nào mà chẳng đi làm dâu con cũng là con của mẹ mẹ chưa bao giờ cho con đi học mà loan tuổi thân đáp con gái dù có học thì cũng bay đi con nên học là một cô con dâu tốt học chữ để làm gì nhớ lại những lời hôm ấy đồng tiền trên tay nặng trịch loan ôm chầm lấy chân mẹ chồng mẹ mẹ cho con làm con gái của mẹ được không con không muốn về sau hôm ấy, ba mẹ con dắt díu nhau về quê. Bà Tư cũng nói với thiên hạ hàng xóm rằng mình có hai đứa con, Loan là con gái lớn, bắt định gọi là chị. Không còn gông cùm vợ chồng, hai đứa trẻ cũng dần thân thiết hơn xưa. Bà Tư đau ốm bệnh tật liên miên, việc đồng án và nội phở lúc này dồn lên vai Loan. Định muốn nghỉ học để phụ giúp mẹ, Loan la lên. Không được, Cô nghiêm chỉnh, chống nạnh như một người lớn. Cái gì chứ, học là không thể bỏ, còn học giỏi như thế, càng phải học. Học thì mới kiếm được nhiều tiền, mới thành tài để chăm sóc mẹ chứ. Định méo máu. Nhưng tiền ở đâu mà học? Nhà mình nghèo lắm rồi. Tôi nuôi cậu, kể từ giờ tôi sẽ kiếm tiền đủ để cậu đi học. Cậu mà chở mãn học hành ấy hả? Đừng có trách tôi đến ngang. Loan nói nuôi định là nuôi thật. Một bên học hết món nghề nấu vở của mẹ chồng, một bên làm bánh đúc mang ra chợ bán. Bà Tư chân dần chậm, hay đau thắt ngực, không thức khuy dậy sớm được nữa, đành phải đi theo quần áo thuê cho người ta. Do có duyên, gánh hàng của Loan đắt nhất các phiên chợ, tiền kiếm được giúp ba người sống không quá khó khăn. Định học rất chăm, còn rất giỏi, được thưởng nhiều nên tiền học phí không đáng là bao. Mỗi khi đi học về, định sẽ tặng cho Loan một vài mẫu bút chì bê bé dạy cô học chữ. Cậu thông minh quá rồi đấy, cậu mà được đi học chắc giỏi nhất lớp quá. Tôi đi học thì có ích gì? Loan cười hì hì. <cười> Tôi không có điều kiện bay xa được như cậu, chẳng bằng kiếm tiền sớm một tí, giàu nhanh hơn là đi học. Bảy năm trôi qua, chẳng hay tình cảm giữa hai người đã thay đổi từ bao giờ Năm Loan 20 tuổi, bà Tư gọi riêng cô đến Sớm nước mắt xoa đầu con gái Con à, lớn dành quá, ra dáng thiêu nữ rồi Loan cười thẹn thùng Bao năm qua thiệt cho con Mẹ à, đang tính nhờ bà mối Giới thiệu cho con mấy chàng trai tốt tính tuổi con không còn nhỏ bắt đầu tính đến chuyện dựng vợ gả chồng được rồi Loan nhảy dựng mẹ mẹ không cần con nữa sao không phải mẹ thương con còn chẳng hết nữa mà vì thương con mới không muốn con vì gia đình mà bươn chải mãi thế này nhà cửa này ông bà ngoại để lại bao năm qua nếu không có con thằng á đã chẳng được đi học. Mẹ để lại hai phần ba mảnh đất này cho con làm xính lễ. Bà sụt sùi. Mẹ bất tài, không có nhiều hơn. Bà Tư nói đến đây, chợt định đẩy cửa xông vào, hai mắt đỏ hoe. Mẹ muốn đưa Loan đi đâu? Bà Tư khó nhọc hé miệng, đang định giải thích thì định vùng vàng nói mẹ định đưa vợ con đi đâu? Loan á, là vợ con, bố mẹ cưới cô ấy về cho con cơ mà. Giờ mẹ lại bắt cô ấy cưới chồng là sao? Định nắm chặt tay Loan. Con không đồng ý, Loan là vợ con, mẹ đừng có nhờ ai mai mối hết, cô ấy không đi đâu cả. Loan mở to mắt nhìn định dắt mình đi. Triền đê xanh rì cỏ, ánh trăng phủ xuống một màu bàn bạc. Khi hai người dừng lại, định đã thở hỗn hển Cậu đừng lấy chồng mà." Loan chợt nhận ra, cậu nhóc năm xưa đã cao hơn cô một cái đầu. "Chờ tôi học thành tài, chờ tôi có nhiều tiền, tôi cưới cậu." Khi Ngọc đầy tháng tuổi, cũng là lúc trời bắt đầu vào giữa hè, gió nồm nam xen lẫn với gió tây, làm thời tiết thay đổi liên tục. Loan vừa cho con bú xong, đang tính làm một mẻ bánh thì thấy tiếng động ngoài cửa. Bà Tư ý ới gọi vào trong. Loan ơi Loan, chồng con về rồi này. Loan khựng lại, bất động, rồi vội vàng gài cúc áo để ra khỏi buồn. Chân bà Tư cứ liếu xíu dắt theo con trai vào trong nhà. Chưa để anh đứng vững, đã bảo. Sao giờ mới về hả cái thằng này? Nếu không có cái Loan bảo cậu bận rộn trên đấy quá, là bà già này cho cậu cúc luôn đi nha làm chồng làm bố kiểu gì mà quanh năm suốt tháng không chịu về thăm vợ con nhanh vào đây con bé bụ bẩm lắm lan sớm á đều bảo á nó giống mày như đúc á mau đi vào thăm vợ con gái đi khi đón định ở cửa lan nhận ra trong mắt định sự hoang mang và tức giận anh nghiến sang hỏi cô chuyện này là thế nào đói gì thế cái thằng này bà loan khó hiểu nhìn con trai loan mỉm cười kéo tay định anh vào đây ngồi kế đến quay sang mẹ chồng mẹ ơi trời nắng quá mẹ sang nhà chú năm á xin cho con ít lá dối hay quả xấu chua có được không ạ à? để con đưa định đi xem cháu bà tư ờ ờ cười tích mắt phần vui vì con trai về nhà phần mãn nguyện vì vợ chồng Loan đoàn tụ nên rảo bước rất nhanh. Khi trong phòng còn lại hai vợ chồng định mới hất tay vợ ra. Em nói rõ cho anh biết mọi chuyện là như thế nào. Em mới đẻ, giữa tháng trước, con gái. Giờ nở xa em không muốn anh suy nghĩ. Định đợi anh về sẽ nói cho anh biết. Con cái là lộc của trời nhà mình không quá thiếu thốn để nuôi một đứa bé. Đó là máu mũ, là thịt trong giả của em. Em không bỏ nó được. Định đi đi lại lại trong nhà, chợt vò đầu tức điên lên. Em có còn coi anh là chủ ngôi nhà này nữa không hả? Nó là con em thì không phải con anh hay gì? Trời ơi! Trong mắt Loan hiện lên sự hoài nghi. Em giữ con đẻ con có phải là việc nghiêm trọng đến nỗi anh phải phát điên lên như thế hay không? Anh nhìn em đi, em đã 27 tuổi rồi. 27 tuổi đó, đời người đàn bà có nhiều năm. Coi như anh nghĩ em ích kỷ cũng được, em nhất định phải đẻ con bé ra. Định chống tay xuống bàn. Em ở trong cái đáy giếng này, làm gì biết ngoài kia khốn khó như thế nào? Người ta tranh nhau từng mét đất, cấu xé nhau, dằn vặt nhau chỉ vì từng tí lợi nhỏ Em 27 Nhưng anh mới có 24 kia kìa Còn bao nhiêu tương lai ở phía trước Giờ em bắt anh phải làm sao Bỏ hết mọi thứ đi về quê Là một người vô dụng Bế bọng con sống hay gì Em xin nó ra trong hoàn cảnh này Em có nuôi nổi nó không Loan nhìn chồng mình Hoài nghi người trước mặt là kẻ xa lạ giả mạo Lúc khó khăn nhất Nhà ta cũng đã vượt qua rồi mà Giờ anh đã có việc Việc buôn bán của em cũng ổn định Cô vẫn cố thuyết phục Xong định lại gắt lên Lúc nào em cũng thế Lúc nào em cũng muốn chứng minh cho thiên hạ biết Em giỏi giang quán xuyến Em làm chủ gia đình Phải lo tiền lo bạc nuôi chồng như thế nào Em có nhìn thiên hạ Họ nói anh như thế nào không Nói anh là đứa ăn bám vợ Anh không cố gắng hả Anh không cố gắng dành từng đồng học bổng một Để đỡ đần mẹ hả Vì em Cả cái làng này á nói em gánh gạo nuôi chồng phủi hết công sức của anh. Em đã bao giờ đứng ra bên giật anh chưa? Tất cả tiếng tốt do em hưởng, giờ sao nữa? Em giữ cạn một mình, lặng lội nuôi con, còn chồng em mất hút trên thành phố ăn chơi hưởng lạc đúng không? Định thở hỗn hển. <laughs> anh chán cái cảnh sống dựa vào cái bóng của em rồi. Đâu có ai biết anh ở trên đó khổ sở thế nào, đâu ai cần biết. Loan vẫn đứng im một chỗ định nói nhiều quá, mỗi từ mỗi chữ như dao găm sắc bén ghim vào trong lòng ngực cô. Đau, đau tái mặt tái mũi, cô đưa tay ôm ngực, hỏi bằng giọng đứt quãng. Anh nghĩ em như vậy thật sao? Em giam cầm cuộc đời anh, em đổ tiếng xấu cho anh. Em nghĩ sao? Em chưa từng hỏi anh muốn làm gì, chỉ áp đặt anh. Em em chẳng bao giờ nghĩ như vậy cả anh muốn học, anh có thể rất xa. Rời khỏi cái làng nghèo này, anh đi bay thật xa rồi. Nhưng anh không còn nhớ ngày ấy mình nói gì nữa. Định nhắm mắt, đưa chân ra khỏi cửa, loan nhẹ nhàng khuyên. Anh đừng đi dội, đi vào thăm đứa bé đi. Mẹ sắp về rồi, ít nhất anh ăn với bà một miếng cơm, đừng để bà suy nghĩ nhiều. Định quay ngoắt lại. Đó là mẹ anh, không cần em phải giảng dạy cho anh biết làm thế nào để báo hiếu với mẹ mình. Anh chỉ tay vào mặt vợ, rồi lần trong túi quần Âu, anh rút ra một sắp tiền, ném thẳng xuống đất. Từ giờ, anh sẽ trả lại cho hết tất cả những gì em đã cho anh. Sau này, đừng bao giờ áp đặt anh nữa. Tiền giấy nhẹ tên, bị gió thổi làm lộn xộn hết cả lên. Có đồng bay ra ngoài cửa, có đồng rơi trên chân của Loan cô cúi người xuống nhặt từng đồng một sắp xếp cẩn thận và đặt trong tháp khóa lại bà tư đã về đến nhà hỏi con trai sao lại đi gấp gáp thế loan nghe tiếng chồng mình trả lời người ta gọi con đi gấp con cũng không biết làm thế nào lần sau con về sẽ ở lâu hơn nhé mẹ bố tiền sực mày làm gì lắm việc đến nỗi nán lại với vợ con một ngày cũng không được thế nựng con chưa con nựng rồi. Ờ, à, từ giờ làm bố rồi đấy nha. Làm gì cũng phải cẩn thận cân nhắc. Mày ở lại đi. Bắn tin cho sếp. Nói vợ sắp sinh là người ta thông cảm cho mà. Thấy sắc mặt định khó coi đến nơi rồi. Loan gọi với xa. Mẹ để nấy đi đi. Người ta gọi gấp lắm rồi. Có gì con gửi thư. Rồi mẹ muốn nói gì con viết cho. Bà Tư chép miệng tiếc nuối, xong vẫn phải buông tay con trai ra. Người đàn ông bước ra cánh cổng làm từ dậu mồm tơi, lũy tre làng chơi giúp dây sớm làng ở xung quanh. Mảnh đất dung dưỡng chở che cho Loan bấy nhiêu năm nay, hoa ra quá bé nhỏ tầm thường trong mắt định. Là cái lòng giam giữ anh, giống như tình thương của cô với người đàn ông ấy, rẻ mạc và rạch ròi quá thể. Lần này, định đi rất lâu có gửi thư từ vài lần về nhà xong đều đề tên thẳng cho mẹ trong thư anh không nhắc nhiều đến vợ và con gái chỉ báo cáo tình hình làm việc ở trên thành phố loan cũng giúp bà tư gửi lời cho con trai đến đoạn bà bảo cô viết gì cho riêng mình loan lại ngập ngừng quyết định chẳng viết gì cả nhận ba lần thư từ định thì trời bắt đầu đổ rét cuối năm rồi bé Ngọc đã được 6 tháng. Con bé khỏe khoắn và thông minh, đã biết bò, nhưng bà Tư thì trở bệnh nặng, ho sặc sụa, người lúc nào cũng rét run, loan lo lắng. Bà lại khăng khăng đây là bệnh tuổi già, không phải làm khổ tuổi trẻ. Loan chẳng yên giấc vì sớm làng cho đến người ở trạm xá cũng bảo sợ rằng ho lao, ho lao. Chỉ cần nghe thấy hai từ đó thôi đã thấy sợ người cả bà tư đang húng hắn ho cũng nhịn cơn xuống cho đến khi mặt đỏ gây rồi vỡ òa ra một trận ho khàn đục bà xua tay đuổi hai mẹ con loan ra ngoài bạn nó ra đi lầy đấy <laughs> loan ôm con gái về phòng mở tráp tiền rồi đếm thật cẩn thận tiền tích góp bao năm của cô để ở đây tính rằng sẽ xây nhà và để dành tiền cho Ngọc đi học. Bên cạnh là một sắp tiền được xếp ngay ngắn mới tin. Loan nhìn vào nó thật lâu, lòng rối như tơ vò. Cô thở dài, đóng lại tráp rồi mang theo một số tiền lớn. Bà Tư dậy nảy lên như đĩa phải vôi khi nghe con dâu muốn đưa mình lên thành phố khám bệnh. Bà khua tay từ chối. Mẹ mẹ già rồi, sống được bao nhiêu năm nữa mà tốn tiện tốn của của tụi bay thôi con đến nhà ông lan trung á bóc ít thuốc á là được rồi sao làm thế được hả mẹ loan dựng mẹ chồng dậy mặc kệ bà phản đối hay hờn dỗi một bên điệu con một bên đỡ bà tư đi nhờ xe của chú năm mẹ con bà cháu cùng lên thành phố bệnh viện trên thành phố lớn hơn rất nhiều so với trạm xá xã hay bệnh viện tuyến huyện. Vậy mà, người đến khám nườm nượp để chiếm được chỗ quá khó khăn, đến khi nhập viện được rồi thì phòng bệnh quá chật hẹp. Người ngồi vạ vật la liệt khắp các hành lang, tính loan chịu được khổ nhưng bé Ngọc còn quá nhỏ, bà Tư lấy tay che cơn ho. Mẹ đã bảo mày rồi cơ mà, bà già này đâu sống được bao lâu nữa mẹ còn nói thế con giận nữa đó bà phải sống thật lâu để nhìn cháu nó lớn lên lấy chồng nữa chứ nếu cháu nó bị bắt nạt bà còn phải giúp con bảo vệ con bé nữa cơ mẹ nghe con tiền bạc kiếm lại được không đáng là bao nhiêu mắt người mẹ mờ đục bà ừ ừ đáp lại cũng phải ha phải nhìn cái ngọc biết đi biết gọi bà đi học lấy chồng thằng nào phải tốt phước lắm mới lấy được con bé dỗ được mẹ chồng rồi loan cũng yên tâm hơn cô nhờ bác sĩ để ý tình trạng của bà rồi mang theo ngọc vào khu trung tâm bệnh viện nhiều mầm bệnh mà cô còn phải chăm mẹ ốm nên mặc dù không muốn nhờ vả loan vẫn phải tìm đến định căn nhà định thuê trông khang trang nhiều hơn so với lúc mới chân ướt chân ráo đến đây Chắc hẳn anh đã cơi nới sửa sang lên thêm. Loan trai chìa khóa vào ổ nhưng không mở được cửa. Anh đã thay chìa khóa. Bàn tay Loan sờ vào chiếc khóa lạnh tanh mà mướt mồ hôi. Gió bất thổi vào da thịt cô, cứ rinh rít, rinh rít. Hai mẹ con cứ đứng tựa lưng vào một góc tường tránh rét. Đúng lúc ấy, cô nghe tiếng xe vang lên dưới nhà. Chiếc ô tô hầm hố mà chỉ có những nhà siêu giàu mới được đi đổ ở trước cổng. Định bước xuống từ xe, cô gái ngồi ở hàng ghế sau mở cửa, cười thật tươi với anh. Loan vội vàng ngồi thập xuống sau chậu cây kim tiền. Bậm miệng thật chặt khi thấy chồng cô đặt lên trán cô gái kia một nụ hôn. Cô gái bẽn lẽn đóng cửa xe, rồi chiếc xe lao vút về phía trước, để lại định với khuôn mặt vô cảm đang bước về phía cửa nhà. Chiếc nón trên đầu loan bị gió xích lên cọ vào, nghe vù vù một cách khó chịu, rồi bị thổi thốc rơi xuống. Khi mái tóc búi sau đầu của cô sổ ra, cũng là lúc định nhìn thấy hai mẹ con. Trong tròng mắt anh hiện rõ sự hoang mang và sợ hãi. Em... em... Trái lại với định, loan điềm tĩnh và nhẹ nhàng, nhặt nón lên che cho con. Cô nhìn vào ổ khóa, nói với chồng anh mở cửa đi con lạnh rồi người đàn ông loay hoay làm theo khi vào trong phòng loan dường như rợn ngợp trước đồ đạc nơi đây một chiếc đồng hồ treo tường hiện đại bàn ăn tủ bếp tủ rượu tuy không quá sang trọng nhưng cũng vượt xa điều kiện ở dưới quê đây từng là điều mà loan mong muốn mong định sẽ bay thật xa tiếp xúc với thế giới rộng lớn mà cô không có cơ hội chạm vào cuộc sống ngày một khá giả, con cái được học chữ tử tế, được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến. Cô không mong giàu sang, chỉ mong thế hệ kế tiếp mình được chạm vào và vùng vẫy ở khoảng trời bao la, nơi mà mẹ nó, bà nó, những người đàn bà bị vây khốn trong lũy tre làng chưa đặt chân đến được. Xong giờ đây, những thứ này lọt vào mắt Loan thật gai mắt, đến nỗi con gái khóc ọ ẹ trên lưng mình, lúc nào cô cũng chẳng hay. Loan, em nghe nói đã, không phải như em nghĩ đâu. Vậy, theo anh nghĩ thì thế nào? Tôi nhìn nhầm, hay hai người chỉ là xã giao, hay hoàn cảnh đằng sau cái hôn kia không phải thế? Loan hỏi liền bốn câu, định câm như hến không đáp được lời nào. Cô bật cười. <laughs> Vậy tôi hỏi anh nhé, cô bé đó là ai? Có biết anh có vợ rồi hay không? Anh... Nói xem. Loan túm cổ áo chồng. Lúc anh dứt tiền vào mặt tôi, anh không hẹn nhát gì đâu định ạ. À? Hay để tôi trả lời giúp anh. Con bé đó đi xe của nhà máy kim khí. Sao? Là con gái của ai trong công ty à? Con gái của sếp anh. Định cứng người, môi vẫn miếm chặt. tôi hiểu rồi loan bỏ cổ áo anh ra gật đầu vậy giờ tôi hỏi anh anh tính thế nào với mẹ con bà cháu tôi ở dưới quê đây anh sẽ nói chuyện thế nào với con gái nhà người ta đây định làm động tác vò đầu bức tay quen thuộc gằn lên em đừng giữ thái độ hỏi chuyện như mẹ anh nữa em không chịu nghe nói lấy một lời hay sao Loan hất vai, nhướng mày, ra hiệu cho anh cứ việc tự nhiên nói đi. Cô bé đó có ý với anh, nhưng anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Em giỏi giang, em bản lĩnh, em đâu hiểu nỗi khổ của người làm việc dưới sắc mặt người khác như anh. Người ta bắt anh làm chân chạy giặt, bắt khao cả tổ, bắt anh phải dạ thưa, anh là kỹ sư, là kỹ sư đấy, anh thật sự đã mệt lắm rồi anh vốn dĩ không muốn có con dội. Em ép anh. Công việc này không thể mất được. Nếu mất, tiền đâu anh có thể gửi về cho mẹ cho con. Gì đâu mà anh phải nhúng nhường lấy lòng người ta như con chó thế này. Định nói đến mặt đỏ cỏ cháy. Nếu người ngoài nghe có lẽ sẽ cảm động biết mấy. Xong loan nghe anh giải thích, chỉ thấy lạnh sống lưng. Cô chờ người đàn ông nói xong, sau đó vung tay cho anh một cái tác Loan tác rất mạnh, nghe chát một cái. Năm đầu ngón tay in thẳng lên mặt kẻ bội bạc, đánh đến nỗi bàn tay cô bỏng sát. Em đánh anh, đừng có quá đáng quá. Tôi đánh anh đấy. Loan cho thêm một cái tác nữa. Loại người như anh, chỉ biết một mình khổ. Chú Năm có khổ không? Ông ấy cũng có chữ có nghĩa. Đi làm bị hỏng một mắt. Ông về quê dạy học, làng sớm có ai không biết chữ. Cần gửi thư, ông giúp miễn phí. Mẹ anh, có khổ không? Bà lặng lội quanh năm suốt tháng nuôi bố con anh học chữ. Còn tôi... Cô nói đến đây mà út nghẹn. Anh có biết cảm giác cướp tay ở tuổi 20, rét bảy độ, phải dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị nước phở Có hiểu cảm giác phải lạy gian đám bảo kê ở chợ bị hắt nước vào mặt vì nhỡ đông khách hơn người ta ở trên đời này ai cũng khổ chỉ có một mình anh một mình anh đổ hết lỗi làm cho người khác loan đẩy chồng dần lùi về phía tường cho đến khi anh hèn nhát không còn chỗ trốn cô đọc được cảm xúc trong đôi mắt của anh ta uất hận bất đắc chí không phục cô quay người đi tôi đi tìm cô gái đấy anh quỳ mập xuống ôm chân loan xin em đây xin em cho anh một con đường sống từ 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 anh sẽ kết thúc với cô ấy anh sẽ là một người chồng trách nhiệm loan thấy lòng mình rét buốt anh thấy tôi còn tiếc nuối gì anh không định ngạc nhiên cô đáp lời tôi là một người đàn bà tôi không hiểu được tài cao chí lớn của người đàn ông tôi chỉ biết các anh nếu muốn đứng trên đầu người khác thì phải dựa vào chính mình chứ không phải lợi dụng đàn bà cô gái đó không đáng phải chịu những điều như vậy loan gạt tay chồng ra xong bị anh giữ lại buông tay xin em coi như em để tình cũ xin em được nước mắt trên mặt loan không biết lã chả rơi từ bao giờ. Anh mang giấy bút ra đây. Giấy bút ở đây. Định vội vàng. Em cần viết cam kết cái gì? Anh viết hết. Loan cướp cây bút trong tay chồng. Anh không cần viết. Tôi viết. Rồi cô gạch vài dòng trên tờ giấy. Anh tôi kết hôn từ nhỏ. Ở thời đại này Người ta phải có giấy đăng ký mới thành đôi được. Chúng ta không có, nhưng mọi thứ vẫn phải rõ ràng. Bố tôi lấy của nhà anh 80 đồng, nuôi tôi 2 năm. Trong năm ấy, tôi cũng làm việc quần quật cùng mẹ để tự nuôi sống mình. Bố anh mất, tôi nuôi anh học trung học 5 năm, đại học 2 năm, học phí tự anh đóng. Số tiền 80 đồng kia đã hết cả rồi. Cô lấy một bọc tiền ra từ trong cặp quần của mình, xếp gọn ghẽ trên bàn. Đây là số tiền định đã ném vào mặt Loan và gửi về quê mấy tháng qua. Tôi không cầm tiền của anh. Tiền phải đổ mồ hôi sôi giọt máu mới kiếm được. Khi tôi không còn ở bên anh để dặn dò cạt nhằn. Anh phải nhớ coi trọng nó. Định lắp bắp hỏi. Em em tính đi đâu làm gì loan ném tờ giấy viết vừa xong về phía định tôi bỏ anh từ nay anh là người tự do anh nghe cho kỹ tôi bỏ anh anh có thể lấy vợ mới thoải mái cô gái kia cũng không phải vợ bé không phải người phá hoại gia can của người khác nữa anh sẽ giải quyết với con gái nhà người ta thế nào tôi không quan tâm loan túm cổ áo định một lần nữa. Nhưng tôi thông báo cho anh biết một tin. Mẹ anh bị bệnh nặng đang nằm ở viện Trung ương. Nếu anh có còn giống người, tốt nhất chôn chuyện này cho thật kỹ, chờ mẹ khỏi hẳn. Tôi sẽ đưa mẹ đưa con về quê, để anh tự do dễ dùng. Sau này, đừng có làm phiền gia đình tôi nữa. Định lắp bắp. Mẹ, mẹ làm sao cơ? tại sao em không nói cho anh sớm anh có hiếu như thế thì tự đi xem đi khi loan và định trở lại phòng bệnh trời cũng đã giữa trưa rồi vốn dĩ định gửi con gái cho định nhưng giờ cô vẫn phải ôm con bé trên tay giữa dãy hành lang chật chội và dày đặc những người đứa bé ọ ẹ trong lòng người mẹ khẽ chu cái miệng lên rồi lại ngủ thiếp nó không biết rằng khi mình vừa ra đời cũng là lúc gia đình nó tan vỡ loan bỗng dưng hoang mang chẳng hiểu quyết định sinh ra ngọc là đúng hay sai ôi sao con lại bế nó vào đây rồi bà tư giật thót khi thấy con dâu xong khi nhìn thấy con trai đằng sau thì cũng hiểu phần nào bà hơi mừng đón anh nhưng vẫn phải săn dậy một lúc dù có bận việc như thế nào cũng phải dành thời gian giúp vợ giúp con tàu cứ cảm thấy mày không phải người ở cái nhà này nữa rồi định à. Bà ho một trận thắt lại ruột gan. Mẹ chỉ cần cuộc sống bình dị an ổn, con cái khỏe mạnh giỏi giang. Đâu cần giàu sang phú quý gì đâu mà mày cứ đi biện biệt à. Sắp xếp việc về đi con. Định cúi gục xuống tựa vào vai mẹ, hình như bờ vai của anh cũng hơi sung lên. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Đừng có phụ lòng vợ con, cũng đừng để con bé cán đáng nhà chúng ta mãi nữa. Nhà mình á đã nợ con bé nhiều rồi, sau này á mẹ khỏi hẳn, hai đứa cứ sống ở trên này. Bà già về quê chăm sóc giường tược á là được rồi. Loan đặt tay lên bàn tay già nua của mẹ chồng, dỗ dành bà. Thôi nào mẹ, mẹ ở đâu thì tụi con ở đó, Giờ quan trọng là mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Để còn trong bé Ngọc giúp cho con nữa chứ. <laughs> bà biết rồi, ở đây nhiều mầm bệnh, con đưa con bé về chỗ nhà trọ đi. Để định ở đây với mẹ là được rồi. Vậy anh trông mẹ nhé. Loan bé Ngọc đứng dậy nhìn định, không dám nói to. Sợ cảm xúc nghiền nghẹn của mình sẽ làm bà tư nhận ra được đôi điều định gật đầu như một chiếc máy được lập trình sẵn loan không yên tâm phải nhờ y tá để ý tình hình của mẹ chồng rồi mới rảo bước quay đi cô không tính về nhà định nơi chứng kiến sự ngọt ngào giữa anh và người con gái khác nên thuê một căn phòng nhỏ ở gần viện anh chủ trọ là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ chẳng hiểu vừa làm việc nặng gì mà nhễ nhại mồ hôi lúc trời rét buốt thế này thấy cô ôm theo đứa nhỏ, anh còn giảm giá phòng xuống còn 3 phần tư. Đồng thời chọn cho Loan căn ở tầng 1, có ban công trồng nhiều hoa. Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, khi đặt lưng xuống giường thì Loan òa khóc. Từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ đã 14 năm rồi. Nếu cô không yêu định, đã chẳng trả giá nhiều như thế. Cô ao ước, ngắm nhìn thế giới ngoài kia, ước mơ khát vọng của cô đều nhờ anh thực hiện hộ nhưng người đàn ông đó không đáng để cô gửi gắm nhiều như vậy thấy trong phòng có tiếng khóc anh chủ trọ vội vàng gõ cửa này cô gì ơi cô có làm sao không đấy cô đừng nghĩ quẩn cuộc đời còn dài chuyện gì cũng có thể giải quyết mà bỗng nhiên loan ngồi bật dậy khó chịu nói với người bên ngoài Ai nói anh là tôi nghĩ quẩn Thì Người kia gãi đầu Tôi sợ lắm Hôm nọ sớm bên cũng có cô gái Ôm con đi thuê trọ Hôm sau người ta thấy cô gái uống thuốc Đi mất rồi Phòng ở đó giờ ế quá chừng Cô đừng nghĩ dại dột Cuộc đời còn dài Đàn ông còn nhiều mà Loan lau nước mắt bực bội nghĩ Anh ta nhìn kiểu gì Mà biết cô thất tình cơ chứ cô uể oải đuổi người đàn ông đi kế đến mấy hôm liền mỗi lần đi thăm bà tư trở về phòng trọ loan đều thấy trong căn phòng của mình có thêm một lọ hoa và vài cái bánh ngọt cô ghé ra cửa nhìn thì thấy người đàn ông cục mệt kia đang tập thể dục trong sân thật là một người nhàn rỗi chứng bệnh của bà tư không có gì nguy hiểm nhưng những năm vất vả làm lụng còn không được thuốc than kịp thời đã để lại di chứng nên phải ở lại bệnh viện điều dưỡng một tuần loan ký tên để bác sĩ chọn những loại thuốc tốt nhất mặc cho mẹ chồng la oai oái đến khi chắc chắn bà đã khỏe cô mới làm thủ tục xuất viện định ngỏ ý muốn bà ở với mình vài ngày nhưng loan đòi về chăm sóc nhà cửa ruộng vườn bà tư cũng đi theo không ở lại lúc đưa bà lên xe trong lúc loan nán lại định đỏ mắt nhìn cô. Em quên mất, mẹ cũng là mẹ anh rồi hay sao? Loan không đáp lời, chỉ cho anh một cái quay lưng dứt khoát. Trước khi làm vợ anh ở tuổi 20, vốn dĩ cô đã là con gái của mẹ. Ngày cô vượt cạn, chỉ có bà bên cạnh đội mưa đi tìm người cứu giúp. Một thời gian nữa, cô sẽ nói rõ ràng chuyện hai người đã bỏ nhau. Nếu như bà còn thương, cô vẫn sẽ phụng dưỡng bà với tư cách con gái. Chỉ có điều, không biết rằng khi nghe tin hai vợ chồng bỏ nhau, bà có chịu nổi cú sốc này không thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, định không những chăm chỉ thư từ qua lại hơn, mà còn thường xuyên về quê. Khi về, anh sẽ sách thêm rất nhiều quà cho bé Ngọc, cho cả cô. Trước mặt mẹ, Loan vẫn phải giả bộ vui vẻ, nhưng sau lưng, cô đều âm thầm trả lại hết cả thậm chí phải chung phòng cùng người đàn ông này cũng làm cô cảm thấy ghê tởm không có người đàn bà nào tuyệt tình như em tôi còn có thể tuyệt tình hơn anh muốn thử không cứ như vậy định lại đành chạy chối chết bỏ đi cô nhìn theo bóng lưng anh cảm giác uất ức căm hận dần trở nên phai nhạt đi rất nhiều có lẽ ngay từ ban đầu khi về làm dâu ngôi nhà này Loan chỉ đã thèm muốn hơi ấm của tình cảm gia đình từ bà Tư hơn là tình yêu đôi lứa. 13 với 10 tuổi biết gì mà yêu đương, mà chồng vợ, cô cũng không cần anh phải trả ơn mình, chỉ mong anh sống cho nghiêm chỉnh để mẹ không phải đau lòng. Sắp Tết năm ấy, bà Tư sau khi tịnh dưỡng, sức khỏe đã ngày một tốt hơn. Cô mua cho bà mấy bộ quần áo bông, Bà cũng may cho bé Ngọc mấy chiếc y hệt. Nhìn hai bà cháu mặc quần áo giống nhau, một già một trẻ tập nói, bi bô bi bô, nước mắt loan, ứa ra. Bà tư giật mình nhìn sang, chợt, cô con dâu của bà quỳ xuống đất, đưa tay lên trán cúi sạp người, lạy bà một cái thật sâu. Mẹ! Ờ, cái con bé này làm cái gì vậy? Con biết rằng mẹ không sinh con bằng dạ Nhưng từ lúc con 13 tuổi Đã làm con của mẹ Mẹ thay con làm việc nhà Mua sách vở cho con học chữ Chi kẹo cho con nhiều hơn cả định Đó là những thứ Mà ở nhà bố mẹ ruột con cũng có được khoe mắt của bà Tư cũng sưng sưng song bà không hiểu được lý do con dâu mình Bỗng trang trọng như vậy Trên mặt Loan cũng khó xử con Con chỉ định vừa quyết định ly hôn rồi mẹ à Chúng con không hợp nhau Từ giờ Con không còn là con dâu của mẹ nữa Cô khóc Mẹ đừng nghĩ nhiều Chỉ là do góc nhìn của vợ chồng con Không còn giống như trước Không nên nghiệm lại bước chân của nhau Sau này á Chúng con vẫn là bạn bè Mẹ vẫn là mẹ của con Bà Tư chết lặng vì ngạc nhiên, khi hiểu ra thì tim bà đau đớn. Bà biết tính, biết nết con dâu của mình, con bé nhẫn đại và bao dung. Nếu không có chuyện to lớn tỳ đình lắm xảy ra, không bao giờ nó phải đưa ra quyết định như thế. Bà đập bàn trách móc thằng con của mình, đang định đỡ loan lên thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Chưa có người ra mở thì họ đập. Loan bảo mẹ chồng ôm cháu vào trong, trong khi cô thì ra mở cửa bên ngoài cánh cổng có tới năm sáu người đang tụ tập đi đầu là một cô gái ăn mặc thời thượng giày cao gót tóc uống xoăn khuôn mặt trắng nõn tô son đậm màu là một cô gái đẹp hiện đại thành thị loan nhận ra người này đây chẳng phải là người đã cùng định về nhà hay sao đây có phải là nhà anh định không phải nhà nấy không có nhà cô tìm anh ấy có chuyện gì? Chị là Loan à? Là tôi. Đừng dùng ánh mắt ấy nói chuyện với tôi. Chị là vợ cũ của anh Định đấy hả? Chết cười. Thời nào rồi mà còn nạn tảo hôn. Cái loại tư tưởng ăn lông ở lỗ gì không biết. Loan không hiểu ánh mắt của cô là ánh mắt kiểu gì. Cũng không ngờ đến cô nhóc chỉ mới 21-22 tuổi này lại ăn nói sớt sượt như thế anh định không ở đây Nhà chúng tôi đang có việc Không tiếp được cô, mời cô đi cho Ai đây con Bà Tư thấy tiếng động Ôm theo cái ngọc ra ngoài Loan thấy vậy đáp lại Người ta nhầm nhà thôi mẹ Toàn đóng cửa Nhưng bị mấy người đàn ông đi theo cô gái kia chặn đứng Cô gái đẩy Loan ra đằng sau Tôi là Thi Là vợ của người á Mà chị đẻ con cho mà đeo bám đây Loan cắn răng xô ngã cô gái ra. Cô là vợ ai ấy, thì liên quan gì đến tôi? Tôi với chồng cô chẳng có quan hệ gì hết. Thi tóm tóc loan rồi đập đầu cô vào tường nghiến răng nghiến lợi. Không liên quan gì mà cô nhất quyết đẻ con cho anh ấy hả? Cô có biết xấu hổ lại gì không? Bố mẹ cô muốn đeo bám nhà anh ấy, dúi con gái cho anh ấy. Cô nhìn lại cái mặt mình xem có xứng danh định không? Anh ấy là kỹ sư, lớn lên rồi á cô cũng phải hiểu chuyện tình cảm không gượng ép được chứ. Sao còn mặc dày đẻ con ra hả? Thi ra tay quá độc ác, hơn nữa ngoài cô ta còn có ba người đàn ông giữ đầu loan, làm cô không cách nào chống cự được. Bà Tư thấy con dâu bị đánh, vội đặt cháu gái xuống la làng la nước lên. Cô bé Ngọc khóc oai oái trong nôi, nhìn thấy bà lão lượm thượm tập tễnh về phía mình, thi nhăn hết mặt mũi lại. Lại còn thứ của nợ gì nữa đây Buông con dâu tôi ra Bà Tư lao đến Quyết sống quyết chết Với đám côn đồ Nhưng chưa chạm vào áo thi Đã bị xô ngã Cô dám động vào mẹ tôi Tôi sống chết với cô Loan hét lên Muốn đỡ bà Tư Bị một tên côn đồ đè xuống Đánh túi bụi Bà Tư hoảng loạn Ôm con dâu vào lòng Che chở cho cô Thì hơi nhíu mày rồi ra lệnh cho đám côn đồ không được động vào bà một bên cười niềm nở mẹ chắc mẹ không biết con là con gái của sếp anh định cũng là vợ của anh ấy chúng con đã kết hôn mấy tháng rồi người ta mới nói cho con biết anh định có vợ cũ do các cũ ngày xưa mai mối giờ người ta tiến bộ lắm rồi mẹ vợ chồng lấy nhau là phải yêu thương thật lòng anh định với chị loan đã bỏ nhau lâu rồi nhưng chị ta vẫn cố níu kéo chồng con. Cô nói cái gì vậy hả? Từ xưa đến nay á, tôi chỉ có mỗi một người con dâu. Cô là con súc giật ở đâu chạy ra, dám đánh con dâu tôi. Vẫn ôm loan trong lòng, bà chửi lại. Lần đầu tiên bị chửi nặng nề như vậy, lại nghe tiếng em bé khóc xé lên ở trong nôi, thi gằn giọng. Mẹ nên nhìn cho kỹ, con trai mẹ ở trên thành phố bị người ta đầy đọa như cô Ly. Anh ta tốt phước lắm mới được con nhìn trúng. Con đã không trách mẹ với anh ta lừa gạt con thì thôi. Tốt nhất, mẹ đừng có làm con điên lên. Hôm nay á kiểu gì con cũng phải dạy cho con đàn bà này một bài học. Cô ta hất hàm. Còn nhìn cái gì nữa hả? Mang con nhóc đi theo. Loan giật mình, tóm lấy đi giày của Thi. Muốn kéo cô ta ngã xuống cùng mình Cô mang con tôi đi đâu Trả lại con cho tôi Thi dằn mạnh ngọc trước khi bà Tư kịp ôm lấy cháu mình Khiến cho đứa trẻ khóc ngặt nghẽo Sau đó dẫm mũi giày lên tay của Loan Cô không xứng nuôi con của anh định Đừng có mà lấy đứa nhỏ này làm lý do để cứu giảng nữa Con gái phải theo bố Từ giờ tôi sẽ đưa nó theo Tôi là mẹ của nó Con khốn nạn này Loan nhẫm người lên rồi lại bị thụi cho ngã xuống miệng cô rớm máu rỉ sắt trong miệng tanh nồng mẹ mẹ mau tìm chú năm bà tư biết mình không đánh lại người ta lách mình chạy đi có người muốn đuổi theo bà xong bị thi chặn lại cô ta ôm ngọc ra khỏi nhà ra lệnh đánh cho nó biết thân biết phận không chết là được khi loan tỉnh lại trời đã xế chiều bà tư thấy con tỉnh dậy khóc òa à lên như trẻ nhỏ con ơi là con con dọa mẹ sợ quá mọi người tụ tập trước sân rất đông nghe thấy tiếng bà cụ cũ cũng lần lượt kéo nhau vào trong chú năm với ông trưởng làng hỏi han chuyện gì đã xảy ra nói cho rõ ràng đứa khốn nạn nào làm dám đến làng mình đánh con ra thế này hả loan khắp người loan không có chỗ nào là lành lặng cô tức ngực và những khớp xương bị rạn làm cô đau sống đi chết lại nhưng nhớ đến con gái mình bị người đàn bà ác độc kia đưa đi lòng cô còn đau hơn loan cầm ống tay áo chú năm khóc lớn chú ơi chú cứu con gái con với rốt cuộc á mọi chuyện là thế nào anh định con với anh định bỏ nhau rồi anh ấy có vợ mới cô gái kia là vợ của anh ấy. Loan khó nhọc, kể ngắn gọn những chuyện xảy ra với mình cả năm nay. Bà Tư nghe được thì thẫn thờ, ngồi bệt xuống đất khóc hờ. Ông bà Tổ tiên ơi, sao tôi lại đẻ ra cái giống súc vật không bằng trâu chó thế này hả giời ơi? Thấy bà đau đớn như vậy, sớm làng cũng không nỡ chửi thẳng mặt con trai bà. Xong ai nấy đều nhìn thấy Loan một mình gánh vác gia đình ở tuổi 15-16. Giờ cô chịu về cảnh thế này, ai mà không thương xót. Trưởng làng hỏi, Còn bảo nó là con gái nhà nào? Con gái giám đốc cơ khí Nam Hà Nội. Chó thật chứ? Chú Năm vỗ đùi chan chát. Đi, mấy cô mấy chú xem, có nhà nào rảnh rỗi mà cao lớn khỏe mạnh tí. Có chữ nghĩa thì càng tốt. Đi theo xe tôi lên trên đó Để tôi xem Con gái giám đốc là cái giống gì Mà dám bắt nạt đàn bà lan mình Cái dòng giống đánh ghen ngược Bắt cả thằng ôn phụ bạc về kia nữa Kể cả có bà Tư ở đây Tôi cũng phải đánh gãy chân đó Cây Loan ạ à, Ở đây chờ Chú sẽ mang con về cho mày Loan nhất định đòi đi theo Ngay cả bà Tư đang ngồi vật vã Trước bàn thờ tổ tiên cũng vậy tôi đi Tôi đẻ ra nó được Thì tôi cũng phải dạy được nó Cứ như vậy trong đêm Mười người chen nhau Trong cái thùng xe của chú Năm lên Hà Nội Chú Năm mua rất nhiều bìa cát tông Viết mấy dòng chữ ngắn lên đó Rồi chia cho mọi người Con gái giám đốc làm vợ bé Cướp con vợ cả Con rể giám đốc phụ người vợ nuôi mình ăn học, gian phu dâm phụ. Nghĩ được câu nào chửi càng nghiệt, càng cay đắng là ông viết hết vào đó. Mười người thanh niên cầm theo mấy tấm biển, đứng trước cửa công ty gọi tên Định và Thi. Gọi tên cả ông giám đốc, đến nỗi mà lãnh đạo phường phải xuống hỏi xem tình hình thế nào. Lúc này, một người trong làng mới thấy Định trên chiếc xe sang đang chuẩn bị phóng vụt qua cổng. Cả mười thanh niên còn lại mới dàn hàng chặn đứng chiếc xe kia lại lôi cổ đôi vợ chồng khốn nạn kia xuống xe rồi đẩy chúng ngã bò lăn trên mặt đất loan được mẹ đỡ ra nhìn vào định đang chật vật dưới chân mình anh có biết cô ta bắt con của tôi đi không anh định lúng túng một hồi chỉ cần nhìn thấy độ của anh đã biết câu trả lời loan chưa kịp nói gì bà tư đã cầm một tấm biển đánh thật mạnh vào đầu con trai sức bà yếu đánh con càng đau thì bà càng lung lay đứng không vững. Tại sao tao lại sinh ra thứ vô ơn bội nghĩa như mày hả? Năm đó tao đã nói mày không thích con bé thì tao kiếm cho nó tấm chồng khác để nó không phải khổ sở mãi vì cái gia đình này. Mày đã hứa cái gì? Mày nhớ lại xem mày thề cái gì? Bà khóc đứt từng khúc ruột tao không có đứa con như mày từ giờ mày cứ sống cuộc sống giàu sang của mày đi trả cây ngọc cho mẹ con tao nhưng tao đảm bảo chỉ cần bà già này còn sống một ngày tao sẽ đi khắp cái thành phố này để kể về con trai tao gánh gạo nuôi chồng chồng học cao hiểu rộng bám vào giấy con đàn bà để leo lên cao phụ tình phụ nghĩa để tao xem mày có làm được cái chức kỹ sư kia nữa không mọi người bao vào xem rất đông câu chuyện một đồn mười mười đồn trăm ông giám đốc trốn trên xe phải đi xuống tát vào mặt con gái còn không mau trả con cho người ta chưa đủ mất mặt hay gì hả con bé ở nhà mình thi sợ đến xám mặt rồi bố cô ta tiến về phía hai mẹ con loan cúi gặp người xin lỗi không quên đổ hết trách nhiệm lên người định hứa hẹn sẽ mang ngọc đến cho loan rồi ông ta kéo con gái đi mặc kệ định vẫn quỳ trên mặt đất anh ta nắm chặt tay hèn nhát đến nỗi không nói một lời xin lỗi hoặc trong mắt định anh ta vốn dĩ không có lỗi loan nhìn người mình từng gọi là chồng bỗng nhiên có chút thương hại đến khi đón được ngọc trong vòng tay mình cô cũng không cần để ý đến người đàn ông đó nữa hơn 10 người lại trở về làng trong đêm, hoàn toàn không quan tâm những chuyện gì đang xảy ra ở trên thành phố Hoa Lệ kia. Loan lại quanh quẩn với máy mẹt bánh đúc của mình, bà tư đốt sạch quần áo của định, kể từ đó không còn nhắc đến con trai nữa. Thì thoảng, bà lén vào phòng Loan, thấy cô chưa ngủ, vết sẹo trên mặt chưa lành, vết thương trong lòng cô cũng còn lâu mới lành. Bà trèo lên giường ôm lấy con dâu Khẽ hát ru cho cô ngủ Mẹ xin lỗi con Mẹ xin lỗi Nước mắt loan thấm ướt áo bà Ngày tháng dần trôi qua Trong làng Thi thoảng người ta vẫn nhắc về định Nghe nói anh bị cắt chức Bị đuổi khỏi công ty Sau đó đi đâu không rõ Thi trở thành người đàn bà cướp chồng cướp con lại đánh ghen ngược trong những câu chuyện trà dư hậu tử. Chẳng còn mặt mũi gì gặp ai, cha cô ta sau vụ đó cũng bị cấp trên để ý, sau một đợt thanh tra, tòi ra bao nhiêu sai phạm chắc chắn phải ngồi tù. Chú Năm chép miệng, có thế chứ, ở ác gặp ác, dám bắt nạt con gái lạc ta. Khi nghe đến chuyện người ấy, Loan không còn thấy quan trọng nữa, tất cả đều xa lạ với cô rồi năm ngọc năm tuổi loan đã tích góp được một số vốn kha khá cô quyết định đưa cả nhà lên lại hà nội dù gì đi chăng nữa trước đây bà tư đã sống nửa cuộc đời ở trên đó hơn nữa cô cũng muốn ngọc có điều kiện học tập thật tốt căn nhà cũ của bố chồng cô do các bác chiếm giữ giờ cũng sang tên mấy lần nghe nói con cái nhà đó cũng rượu chè bài bạc nướng không biết bao nhiêu gia sản của bố mẹ loan mở một tiệm bún và đồ ăn sáng ở đây gần khu nhà trọ ngày trước mà cô thuê đợt đưa bà tư đi khám hôm khai trương có rất nhiều người làng đến anh chủ trọ cục mịch còn mang theo một chậu hoa đồng tiền đến chúc mừng phụ giúp cả ngày trời anh tinh hiển tính tình hào sản hay lo chuyện bao đồng nhưng nhiệt huyết, thậm chí còn ngỏ lời hợp tác làm ăn, Loan cũng đồng ý. Qua được 3 năm, mọi thứ cũng dần khám khá và ổn định. Ngọc đã học lớp 2, quán bún của Loan ngày càng nổi tiếng, cần phải thuê nhiều nhân công hơn. Hôm ấy, Hiển gọi Loan sang một chỗ nói chuyện. Cô đang nghe, thì chợt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Người đàn ông giao cá đội mũ lập sụp, che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhận ra anh ta còn rất trẻ chỉ có điều một chân anh đi tập tễnh giọng nói trầm trầm hơi khó nghe anh là người mới à loan bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh người kia chỉ ừ khẽ khi nhận tiền của loan rung đến nỗi đánh rơi hết xuống đất mấy tờ tiền rơi trên nền đất mới vừa tạnh mưa ướt nhòe và dính đầy bùn loan nhặt lên hai tờ đang định đưa lại thì anh ta đã chạy mất từ bao giờ. Sao thế nhỉ? Hiển gãi cầm khó hiểu. Ai làm gì mà anh ta chạy như chối chết thế? <laughs> Chắc có việc gì gấp, đem giữ lại. Nếu lần sau á, anh ta có đến thì em đưa lại. Bàn nãy anh bảo gì cơ? Hiển càng lúng túng, gãi cầm thêm mấy lần nữa. Thấy con gái Loan đi học về, anh ôm bé lên rồi chỉ lên trời. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ Chú mua kem cho con nhé. Con bé cười tích mắt thích chí Rồi theo chân chú Hiển đi sang hàng kem bên cạnh Loan vô thức ngẩn lên trời Màu trời xanh ngắt sau cơn mưa Cầu vòng nở rộ trên hơi sương Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Người vợ Tảo Tần của tác giả Thạch Thảo trên kênh truyện Bụi Phố. Nếu yêu thích, Quý vị đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe nha, cũng như bày tỏ cảm xúc bên dưới phần bình luận sau khi nghe xong truyện. Còn bây giờ thì Giang Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý tín giả trong những câu chuyện tiếp theo.